Chiều nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã giải quyết, xét xử theo trình tự phúc thẩm hơn 1.300 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 94%. Việc xét xử các loại án đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp kết án oan, không bỏ lọt tội phạm. Năm đến, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tập trung đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết xét xử đạt từ 90% trở lên đối với án hình sự, đạt từ 85% trở lên đối với án dân sự, đạt từ 65% trở lên đối với án hành chính, 60% trở lên đối với các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đảm bảo 100% các bản án quyết định được ban hành trong thời hạn luật định, đẩy nhanh tiến độ xét xử kịp thời các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Dịp này, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng được tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Tòa án Nhân dân và cờ thi đua của Chính phủ. Chánh án tòa tối cao tặng bằng khen cho tòa cấp cao tại Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc, tổ chức nhiều phiên tòa trực tuyến năm 2022. Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán cao cấp cho 5 cán bộ công chức đang công tác tại Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng.